Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, tình trạng nhiều mây có mưa và mưa nhỏ sẽ vẫn xuất hiện rải rác trong ngày ở khu vực Bắc Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, đới gió Đông Nam vẫn tiếp tục chi phối toàn bộ các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Vì thế, cả thủ đô Hà Nội, khu vực ven biển cũng như các tỉnh vùng núi đều có chung tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù kéo dài. Do trời nhiều mây và có mưa, nên nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ban ngày vẫn còn thấp, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Với các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, do ít chịu tác động của gió Đông Nam, nên khu vực này ngày mai trời vẫn còn nắng, và nhiệt độ thì cao hơn, dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Riêng một số nơi khu Tây Bắc với nhiệt độ có thể lên tới mức từ 24 đến 27 độ. Dự báo từ thứ Bảy tuần này, tức là nhằm ngày 19 đến ngày 21 tháng 2, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Tình trạng rét đậm rét hại tiếp tục xảy ra ở vùng núi phía Bắc. Ảnh hưởng lớn của đợt không khí lạnh lần này sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, lưu xuống khu vực miền Trung, trời vẫn nhiều mây. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, mưa tiếp tục duy trì ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi với diện mưa ở mức rải rác. Sáng ngày mai, miền Trung mưa tiếp tục giảm nhanh. Tuy nhiên, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì tình trạng mây nhiều ở nhiệt độ ngày, vì thế vẫn thấp từ 18 đến 22 độ và trời tiếp tục rát. Với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định, sáng thì trời nhiều mây nhưng chiều mai trời hửng nắng. Nhiệt độ ngày tăng lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, ngày mai không mưa, trời nắng. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 27 đến 31 độ. Lùi xuống khu vực phía Nam, từ ngày mai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ quay trở lại với thời tiết mùa khô đặc trưng. Trời ít mây, nắng mạnh từ sớm, với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù, mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa có thời tiết tốt, có gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5 không mưa. Riêng khu vực huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc ở mức cấp 4, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt, không có nơi nào xuất hiện tình trạng biển động. Thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.